Đó, thì cái người viết người ta sẽ tham khảo các tài liệu ha, trong quá trình thẩm định là phải được đưa vào trong hồ sơ đăng ký thuốc. Rồi bây giờ mình nói sang cái nội dung nữa là quy định về việc thẩm định và tái thẩm định ha. Trường hợp nào là chúng ta phải thẩm định và trường hợp nào là tái thẩm định lại đó. Thì tất cả các quy trình mới là sao? Là quy trình chưa có trong dược điển Việt Nam, dược điển tham chiếu cũng không có, là tự xây dựng thì là phải được thẩm định. Rồi hoặc những cái quy trình có trong dược điển, là dược điển Việt Nam và dược điển tham chiếu, các dược điển nhóm dược điển tham chiếu nhưng có sự thay đổi là phải thẩm định. Thay đổi như sao? Quy trình trong dược điển được coi là đã được thẩm định đúng với mục đích sử dụng theo mô tả tại các chuyên luận rồi. Tuy nhiên, phòng kiểm nghiệm cũng còn xác nhận rằng nếu phương pháp trong dược điển mình sử dụng cho mục đích khác thì nó phải được thẩm định cho đúng với mục đích sử dụng đó để chứng minh rằng nó phù hợp. Là sao? Tôi ví dụ thay đổi nè. Trong dược điển nó có quy trình định lượng hoạt chất trong thuốc, tức là quy trình định lượng Bara theo cái tiêu chuẩn nãy mình ví dụ đi. Quy trình định lượng Bara, bây giờ mình lấy cái quy trình định lượng Bara đó mình tiến hành cho chỉ tiêu độ hòa tan là thay đổi rồi đó. Hai cái quy trình này mục đích nó khác nhau rồi. Thì bắt buộc mình phải thẩm định, thẩm định để mình chứng minh là quy trình này trong dược điển là người ta áp dụng để định lượng Bara trong thuốc mà. Giờ tôi áp dụng để định lượng trong chỉ tiêu độ hòa tan, tôi chứng minh nó phù hợp thì tôi được áp dụng. Ngoài ra việc kiểm tra cái chỉ tiêu tính phù hợp của hệ thống, đây là một cái chỉ tiêu bắt buộc đối với các quy trình phân tích bằng phương pháp HPLC. VC là các ký tế mà CE là đường vi mô quản và IR là phần ngoài, có nghĩa là sao cái này sao này, những cái quy trình phân tích mà nó có liên quan đến bốn phương pháp này, những cái quy trình phân tích ha bằng bốn phương pháp này thì chúng ta phải thẩm định cái thông số tính phù hợp của hệ thống. Là sao các bạn? Tại vì sao người ta đưa ra cái yêu cầu này? Tại vì các bạn thấy cái hệ thống HPLC hoặc là VC ha, tức là nói chung là những cái phương pháp liên, những cái quy trình phân tích liên quan đến bốn phương pháp này, là thấy cái hệ thống phân tích của nó rất là phức tạp. Tôi ví dụ cái hệ thống HPLC rất là phức tạp ha, tức là sao, chỉ cần là mình thay đổi nhỏ một cái thông số ha, thay đổi nhỏ thôi các cái thông số sắc ký là coi như mình phân tích nó ra. Cho nên sau này các bạn làm khóa luận liên quan đến phương pháp HPLC hoặc sau này các bạn làm xây, ra trường bạn xây là công việc của mình xây dựng tiêu chuẩn này, khi mà đụng đến cái phương pháp này các bạn sẽ thấy mặc dù là cái phương pháp này giờ tôi tham khảo trong dược điển Anh, tôi thấy nó có sẵn rồi thì tôi áp vào thuốc của tôi, nhưng mà chưa chắc gì mình áp vào ha, mình định lượng mà nó ra đâu rồi. Như cái tiêu chuẩn nãy ví dụ bạn thấy không, nếu như quy trình định lượng bằng HPLC người ta đưa ra cái điều kiện sắc ký rất là cụ thể ha, thành phần pha động gồm cái gì tỷ lệ như thế nào rồi thể tích tim rồi tốc độ dòng vân vân, nhưng mà khi mình áp vô cái hệ thống sắc ký của mình nó không phù hợp. Tại vì sao? Cái quy trình đó người ta thẩm định trên cái hệ thống HPLC khác, còn của mình cái hệ thống của mình là khác, cho nên nó là người ta là yêu cầu mình là muốn áp dụng mình đánh giá cái chỉ tiêu này coi nó có đạt theo yêu cầu hay không. Nó đạt có nghĩa là nó tương thích với cái hệ thống sắc ký của mình, tức là nó phù hợp với cái hệ thống sắc ký của mình thì mình mới được áp dụng. Chắc chắn luôn các bạn thấy những cái ở sao mà là tôi đọc có trong tài liệu mà tôi thấy cái điều kiện sắc ký như vậy mà tôi áp dụng vô tôi chạy nó không ra, không ra kết quả chắc chắn luôn. Cái điều kiện như vậy nhưng mà có thể là khi mình áp dụng lên cái hệ thống sắc ký của mình có thể mình thay đổi một số hay một số thông số, ví dụ như là thay đổi cái thành phần pha động hoặc là tỷ lệ của thành phần pha động hoặc là thay đổi cái phải tích tiên tốc độ dòng thay đổi thì mình mới có thể là mình phù hợp với cái hệ thống sắc ký của mình. Cho nên chỗ này các bạn nhớ ha, những cái quy trình phân tích liên quan đến bốn phương pháp này là mình phải thẩm định kiểm tra cái tính phù hợp của hệ thống.
Rồi lưu ý, nếu một số lượng lớn các mẫu được phân tích liên tục thì bắt buộc phải kiểm tra tính phù hợp của hệ thống trong suốt cái chuỗi thử nghiệm đó để chứng minh hiệu năng của quy trình là đạt yêu cầu. Có nghĩa là sao? Khi mà một cái quy trình phân tích ha, bằng một trong bốn phương pháp này mà mình đã khẳng định nó đạt tính phù hợp hệ thống rồi, bây giờ áp dụng đó là mình thực nghiệm lên trên cái mẫu, mình phân tích cái mẫu mà số lượng mẫu của mình nó lớn, mình phải phân tích liên tục sáng tới chiều ngày này qua ngày kia, thì như vậy người ta yêu cầu là khi mình phân tích liên tục số lượng mẫu như vậy thì mình phải kiểm tra nha. Trong suốt cái quá trình mình thử nghiệm thực hiện như vậy đó, mình phải kiểm tra tính phù hợp của hệ thống, thỉnh thoảng mình phải kiểm tra cái thông số này để coi là nó còn phù hợp hay không. Chứ bạn thấy nhiều khi á, nhiều khi sáng mình chạy bình thường, cái chiều nó ra kết quả có, mà thực tế là nhập những không, chỉ cần cái điều kiện nhiệt độ nó thay đổi thôi là cái hệ thống của bạn nó tương đối chạy nó ra, nó rất là phức tạp. Rồi trường hợp tái thẩm định, tức là thẩm định lại ha, thẩm định lại khi nào, tức là cái việc thẩm định lại sẽ được yêu cầu tùy thuộc vào bản chất của sự thay đổi cái quy trình phân tích ha, mà người ta có đưa ra cái yêu cầu thẩm định lại. Như vậy ở đây nếu mà cái quy trình phân tích mình đã thẩm định rồi ha, nhưng mà mình có thay đổi con thâu tổng hợp vật chất thì mình phải thẩm định lại là sao. Có ví dụ như là cái quy trình đó mình thẩm định ha, lúc đầu là mình thẩm định rồi và trong cái mình sử dụng cái nguyên liệu là bara Trung Quốc, nhưng mà vì bara Trung Quốc nó bị lên án quá, giờ mình đổi cái nguồn nguyên liệu xịn hơn là bara châu Âu đó, thì là mình thay đổi cái khâu tổng hợp vật chất rồi thì chắc chắn mình phải thẩm định lại cái quy trình ra, mình phải biết được bản chất của sự thay đổi ha, để mình biết được là cái quy trình của mình nó có được có cần phải thẩm định lại hay không ha. Hoặc là thay đổi thành phần của thành phẩm, tức là khi mình thẩm định cái quy trình với trong công thức thuốc của mình là với thành phần hoạt chất tái dược như vậy, mà vì lý do gì đó mình thay đổi một cái tái dược trong công thức của thuốc mà coi như mình phải thẩm định lại. Hoặc là thay đổi quy trình phân tích chắc chắn rồi mình ha. Lúc đầu tôi xây dựng quy trình định lượng bara bằng phương pháp UV-Vit, giờ cũng cái thuốc đó tôi đổi, tôi định lượng bằng HPLC thì chắc chắn bạn phải thẩm định lại. Ngoài ra còn thẩm định lại trong trường hợp nào, khi chúng ta làm cái hồ sơ đăng ký lại lưu hành thuốc. Có hai trường hợp: đăng ký lưu hành là đăng ký mới, hoặc đăng ký lại là đăng ký gia hạn. Tức là số đăng ký nó gần hết hạn rồi thì mình làm cái hồ sơ để đăng ký gia hạn đó, đăng ký cô nói rồi ha. Thì trong cái trường hợp này là mình cũng phải tái thẩm định nữa đó, tại vì ví dụ như cái quy trình phân tích mà lúc đó mình đã sử dụng, đến khi tái thẩm định, xin lỗi, đến khi đăng ký lại mình vẫn sử dụng quy trình phân tích đó trong cái tiêu chuẩn chất lượng thuốc của mình, thì bắt buộc mình phải thẩm định lại để coi nó còn phù hợp hay không ha. Rồi tiếp theo đây là cái bản ha, cái bản hướng dẫn của ASEAN, GB, DB, ICH, OSB ha, giống nhau, có một cái chung một cái bản này. Đây là cái bản mà người ta đưa ra các cái chỉ tiêu cần phải thẩm định cho từng loại quy trình phân tích tùy theo mục đích sử dụng của nó ha. Thì hiện tại là mình áp dụng theo cái hướng dẫn này ha, theo cái bản hướng dẫn này. Thì trong cái bản này quan trọng nha, các bạn phải thuộc cho cô. Loại quy trình phân tích là mình đã biết rồi, có bốn loại: quy trình định tính, quy trình định lượng, quy trình thử giới hạn tạp, định lượng tạp đó, và quy trình định lượng nói chung, định lượng hạt chất trong thuốc, hạt chất trong nguyên liệu, hạt chất trong chỉ tiêu độ hòa tan. Rồi tiếp theo là sẽ thuộc cho cô là ở trong cái phạm vi cái slide này thì sẽ thuộc cho cô là tên các cái chỉ tiêu đặc trưng cho một quy trình phân tích. Còn cái chỉ tiêu đó là tiến hành như thế nào thì phần sau mình sẽ nói ha. Rồi như vậy thì sẽ
có 7 chỉ tiêu. Ở đây người ta đưa ra 7 chỉ tiêu, tất cả các chỉ tiêu đặc trưng cho một quy trình phân tích nói chung, rồi tùy từng loại quy trình phân tích mà người ta sẽ thẩm định các cái chỉ tiêu cho phù hợp với mục đích phân tích của quy trình đó. Rồi chỉ tiêu thứ nhất là độ đúng, chỉ tiêu thứ hai là độ chính xác. Độ chính xác thì người ta chia làm 3 cấp độ: độ lặp lại ha, độ chính xác trung gian, độ tái lặp là sao thì nữa còn sao mình nói ở đây mình nhớ tên cho con ha. Rồi thứ ba là tính đặc hiệu, thứ tư là giới hạn phát hiện, thứ năm là giới hạn định lượng, thứ sáu là độ chính tính, thứ bảy là miền giá trị hay là khoảng xác định ha. Khi thì các bạn thấy người ta nói là khoảng xác định, nó cũng là miền giá trị luôn ha. Rồi như vậy có 7 chỉ tiêu ha, liệt kê ra đây tất cả 7 chỉ tiêu. Như vậy các bạn thấy là người ta đâu có đưa ra cái chỉ tiêu tính phù hợp của hệ thống rồi các bạn, nhưng mà cái chỉ tiêu đó đặc biệt quan trọng đối với những cái quy trình bằng sắc ký lỏng, sắc ký kiến, điện vi mô quản và cổ hàng loạt. Rồi bây giờ mình xem quy trình định tính, định lượng tạp và quy trình định lượng thì vì mục đích ha, mục đích ứng dụng ha, tức là mục đích phân tích của mỗi quy trình nó khác nhau, nên ứng dụng vào phân tích với mục đích khác nhau, cho nên chắc chắn nó không giữa các quy trình cái yêu cầu, tức là các cái chỉ tiêu yêu cầu để thẩm định nó sẽ không giống nhau. Và như nãy mình đã nói cái phần mục đích cụ thể của từng loại quy trình rồi, cho nên các bạn thấy là định tính mục đích để làm gì, khẳng định có hay không có hàng tốt phân thuốc, thì người ta chỉ yêu cầu mình trước khi nói đó thì tôi nói là cái này tôi xin lỗi nè. Trên cái bảng này nếu như người ta đánh dấu trừ thì chỗ đó mình hiểu cho cô là chỉ tiêu đó không cần thẩm định, còn đánh dấu cộng là chỉ tiêu đó bắt buộc phải thẩm định. Và đánh dấu cộng là thêm số 1 phù hợp đây ha. Chỉ tiêu gì, độ chính xác trung gian, nếu người độ lặp lại cũng dấu cộng, độ chính xác trung gian cũng dấu cộng, nhưng mà đánh số 1 rồi độ tái lặp cũng dấu cộng, có nghĩa là sao? Trường hợp này nếu mình làm độ lặp lại và độ tái lặp thì không cần làm độ chính xác trung gian, hoặc mình làm độ lặp lại và độ chính xác trung gian thì không làm độ tái lặp. Qua các phần tiến hành thực tế mình sẽ thấy khi thẩm định một cái quy trình phân tích để đưa vào trong cái hồ sơ đăng ký thuốc thì người ta yêu cầu mình làm độ lặp lại và độ chính xác trung gian, còn khi thẩm định quy trình để đưa vào trong cái chiến lược dược điển là phải làm độ lặp lại và độ tái lặp, thì lúc đó không làm được chính xác trung gian. Vì sao nữa mình sẽ nói sao? Còn khi mà đánh cái dấu trừ mà thêm cái số 3 nữa thì hiểu cho cô để làm sao? Chỉ tiêu đó không cần phải thẩm định nhưng mà sẽ có thể là tiến hành thẩm định trong một số trường hợp. Rồi bây giờ mình quay lại ha. Với chỉ tiêu định tính thì người ta chỉ yêu cầu mình thẩm định một cái thông số thôi, dễ nhớ ha. Độ đặc hiệu hay tính đặc hiệu là cái nào cũng đúng ha. Độ đặc hiệu hay tính đặc hiệu. Vì sao? Tại sao định tính còn phải thẩm định cái quy trình của mình đặc hiệu? Đặc hiệu có nghĩa là sao? Là cái quy trình trước của nó rồi, quy trình mình nó là nó phải phân biệt được hoạt chất với tá dược để làm chi? Để khi mình tiến hành nó chỉ cho cái đáp ứng với hoạt chất, tá dược nó không cho. Tại vì định tính mục đích để khẳng định chắc chắn là trong thuốc có hay không có hoạt chất nữa. Ha. Cho nên là khi mình tiến hành trên cái quy trình định tính thì nó chỉ cho cái đáp ứng với cái hoạt chất thôi. Có nghĩa là sao? Ví dụ như mình định tính bằng phản ứng hóa học là mình sử dụng thuốc thử đi, thì quy trình đó yêu cầu đặc hiệu. Nó đặc hiệu là sao? Khi mình cho thuốc thử vào nó chỉ cho hiện tượng với nếu như nó có hoạt chất thôi. À, còn tá dược nó không cho hiện tượng, như vậy mình mới khẳng định đúng hay không đúng là hoạt chất. Còn quy trình định lượng mình xem chắc chắn nó sẽ có nhiều chỉ tiêu cần phải thẩm định hơn, định lượng tạp và định lượng nói chung ha. Rồi độ đúng là độ chính xác là ha, có thể độ chính xác là ở hai cấp độ, độ lặp lại hoặc độ chính xác trung gian, hoặc độ lặp lại và độ tái lặp, cả hai quy trình định lượng giống nhau luôn. Độ đặc hiệu làm luôn, giới hạn phát hiện cả hai quy trình định lượng đều không làm ha. Giới hạn định lượng là bắt buộc làm ở cái quy trình định lượng tạp, còn quy trình định lượng không làm. Tại sao? Lát mình giải thích. Độ tiến tính cả hai quy trình đều làm, khoảng xác định hay miền giá trị cả hai quy trình đều làm. Đó, mình học như vậy thì nó dễ nhớ các bạn nha.
Rồi như vậy tại sao quy trình định lượng tạp thì người ta lại yêu cầu mình thẩm định cái giới hạn định lượng, còn quy trình định lượng bên đây người ta không yêu cầu nào? Giới hạn định lượng là gì? Giới hạn định lượng là nồng độ nhỏ nhất của chất phân tích, mà nồng độ nhỏ nhất của chất phân tích có trong mẫu thử, mà tại nồng độ đó quy trình vẫn định lượng được ha, vẫn định lượng được nó và kết quả vẫn đáp ứng độ đúng và độ chính xác theo yêu cầu. Như vậy giới hạn định lượng là cái thông số để đánh giá độ nhạy của một quy trình và bắt buộc áp dụng với những cái quy trình phân tích mà khi nồng độ chất phân tích có trong mẫu nó nhỏ. Như nãy tôi nói, cái tạp chất có trong thuốc của mình nó có với một cái lượng rất là ít, nồng độ của nó thường người ta tính là ppm, nồng độ phần triệu đó, hoặc là nồng độ ppt là nồng độ phần tỷ, nồng độ lượng nó nhỏ lắm, nồng độ chất, nồng độ cái hàm lượng nó rất là nhỏ, rất là ít, cái lượng nó ít lắm ha, hoặc là nồng độ phần ngàn là lớn rồi đó. Thường là ở nồng độ ppm và ppb thôi. Cho nên cái quy trình định lượng tạp mà mình thẩm định nó đạt cái thông số giới hạn định lượng rồi thì có nghĩa là quy trình của mình nó nhạy ha. Đây là cái thông số để đánh giá độ nhạy của quy trình, có nghĩa là sao? Nó đạt rồi thì mình hiểu là cái quy trình đó nhạy ha. Nhạy là sao? Ở một cái nồng độ nhỏ như vậy đó mà quy trình tôi đưa ra tôi vẫn đo được cái lượng nó ha, chính xác và đúng theo yêu cầu. Còn ở cái quy trình định lượng hoạt chất trong thuốc, hoặc hoạt chất trong nguyên liệu, hoặc hoạt chất trong chỉ tiêu độ hòa tan, các bạn thấy cái hoạt chất trong cái mẫu của mình cái nồng độ nó khá lớn ha, nồng độ phần trăm, đây là có thể là miligam trên ml ha, miligam trên ml hoặc là miligam trên 100 ml, nồng độ nó khá lớn. Cho nên khi mà mình cái quy trình mình mà mình phân tích những cái chất mà nồng độ nó lớn thì người ta không yêu cầu thẩm định cái giới hạn định lượng ha. Rồi tiếp theo quy trình thử giới hạn tạp, như nãy mình nói, so với quy trình định lượng thì quy trình xin lỗi so với cái quy trình thử giới hạn tạp thì quy trình định lượng nó sẽ có nhiều chỉ tiêu thẩm định hơn. Đây thẩm định như gần gần như muốn hết rồi. Mỗi cái giới hạn phát hiện là không làm thôi. Còn thử giới hạn nãy rồi mình nói rồi, mục đích của nó là chỉ để khẳng định có hay không có tạp, cho nên chỉ thẩm định hai cái thông số là độ đặc hiệu với lại giới hạn phát hiện. Tại vì sao phải làm độ đặc hiệu? Cái quy trình thử giới hạn đặc hiệu có nghĩa là nó phải phân biệt được tạp A, tạp B, tạp C. Tại vì trong cái thuốc của mình có thể là có nhiều tạp, mà mình muốn xác định cái tạp đó, một cái tạp thôi, thì tức là cái quy trình của mình nó đặc hiệu, tức là nó chỉ đáp ứng với cái tạp A mình cần thôi. A tức là nó phải phân biệt được tạp nào, tạp A, tạp B, tạp C, tạp D, đó là đặc hiệu. Còn giới hạn phát hiện, tại sao quy trình thử giới hạn lại thử cái thông số này? Giới hạn phát hiện là gì? Là nồng độ của chất, nồng độ nhỏ nhất của chất phân tích mà tại nồng độ đó quy trình của mình vẫn phát hiện được nó. Như vậy các bạn thấy hai cái chỉ tiêu giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng là hai cái chỉ tiêu để đánh giá độ nhạy của một quy trình phân tích. Độ nhạy của một quy trình phân tích ha. Mà như nãy mình vừa nói, cái tạp nó có trong thuốc của mình cái lượng nó nhỏ, nó ít lắm, độ ppm, ppb thì chắc chắn muốn áp dụng cái quy trình đó để thử giới hạn tạp thì mình phải chứng minh là cái quy trình của mình là đủ nhạy ha, nó nhạy để nó phát hiện được cái tạp ở cái nồng độ nhỏ như vậy. Chứ giờ mình không đánh giá cái thông số này, cái chỉ tiêu giới hạn phát hiện, biết đâu cái quy trình mình xây dựng mình không đánh giá thì mình thử mình nói à cái tạp nó đạt không phải là vì không có cái tạp đó, mà do quy trình của mình nó không có đủ nhạy. Tại mình không có đánh giá cái thông số này mình đâu có biết là không có đủ nhạy, tức là với cái nồng độ nó tạp nó quá nhỏ vậy quy trình nó không nhạy để nó phát hiện được cái tạp nó, cái ý nghĩa là như vậy. Rồi tiếp theo là mình sẽ nói về cái phần hướng dẫn ha, tức là hướng dẫn để chúng ta thực nghiệm cái phần thẩm định quy trình phân tích á.
Thì ở đây là thực tế ha, hiện tại là đa số các doanh nghiệp người ta sẽ tiến hành thẩm định quy trình phân tích ha, để làm cái hồ sơ đăng ký thú, là người ta sẽ tiến hành theo cái hướng dẫn quy định tại sổ tay đăng ký thuốc. Cái tài liệu đó là sổ tay hướng dẫn đăng ký thuốc của Bộ Y tế ban hành ha. Thì trong cái sổ tay hướng dẫn đăng ký thuốc tại phụ lục 8 của sổ tay hướng dẫn đăng ký thuốc, thì các bạn về lên mạng các bạn download cái phụ lục 8 xuống để mình tham khảo nha. Ở đây là cô có mà do không có gặp trực tiếp cho nên là mình không có muốn đưa bạn photo được. Trong cái phụ lục 8 người ta có đưa ra danh mục các quy trình cần phải thẩm định, và mỗi quy trình người ta đưa ra một cái hướng dẫn rất là cụ thể, trong đó từng quy trình sẽ thẩm định những cái chỉ tiêu nào và hướng dẫn để chúng ta tiến hành luôn, kèm theo cái báo cáo luôn, cái mẫu báo cáo kết quả thẩm định luôn ha. Mà sau này tất cả các xét nghiệm khi tiến hành thẩm định là phải báo cáo theo cái mẫu đó, tức là sẽ theo một cái form chung ha, để dễ cho cái hội đồng thẩm định ha. Tức là chứ bây giờ mỗi một cái xét nghiệm khi mà thẩm định mình viết theo một cái, viết báo cáo theo một cái riêng thì rất là khó ha, rất là rối khi mà hội đồng người ta đọc cái hồ sơ của cái phần thẩm định của mình, cho nên là mình phải viết theo một cái biểu mẫu chung. Rồi bây giờ mình sẽ nói cái phần hướng dẫn ở trong cái sổ tay đăng ký thuốc. Cái gì nhỉ? Ai biết? Rồi, phương pháp thứ nhất là phương pháp hóa học. Thì bây giờ mình coi là những cái quy trình nào mà mình sử dụng cái phương pháp hóa học, là mình không sử dụng máy móc các bạn, trang thiết bị máy móc. Không sử dụng máy móc ha, phương pháp hóa học thì mình coi đó là cái quy trình gì, cái phương pháp nào là phương pháp chuẩn độ thể tích. Phương pháp chuẩn độ thể tích là phương pháp hóa học ha, mình chuẩn độ Burette ha. Thì ở đây các bạn thấy chuẩn độ thể tích ứng dụng trong kiểm nghiệm của mình để làm gì? Định lượng ha, để định lượng hoạt chất trong thuốc. Thì cho nên nếu chúng ta thẩm định cái quy trình định lượng bằng chuẩn độ thể tích, thì nếu như quy trình có trong dược điển mình thẩm định ba cái thông số này: độ đặc hiệu, độ đúng và độ lặp lại. Còn nếu là quy trình tự xây dựng thì mình sẽ chắc chắn rồi phải thẩm định thêm các cái chỉ tiêu nào: độ tiến tính, khoảng xác định và độ chính xác trung gian. Tại sao quy trình có trong dược điển như nãy mình nói, quy trình mà đưa vào các quy trình thử nghiệm chính tắc là đã được thẩm định rồi, giờ mình áp dụng mình vẫn thẩm định lại ba cái thông số này để mình chứng minh là nó phù hợp với cái nền mẫu của mình. Tại vì cái thành phần tái dược trong thuốc của mình là nó khác. Khi người ta xây dựng tiêu chuẩn, người ta thẩm định để đưa vào trong cái dược điển là cái nền mẫu nó khác. Khi mình chứng minh nó phù hợp với cái nền mẫu của mình thì coi như mình được áp dụng. Tiếp theo là cái phương pháp thứ hai là phương pháp phân tích dụng cụ hay là phương pháp hóa lý ha. Thì mình có phương pháp quang phổ. Phương pháp thứ nhất là phương pháp quang phổ. Quang phổ thì đây mình có quang phổ hồng ngoại, quang phổ tử ngoại khai kiến, quang phổ hấp thụ nguyên tử. Thì cái phương pháp quang phổ hồng ngoại ứng dụng trong kiểm nghiệm của mình để làm gì? Định tính ha. Thì nếu như cái phương pháp đó trong dược điển thì thẩm định ba cái thông số giống như phương pháp chuyển độ thể tích, nhưng mà sẽ thêm tính phù hợp của hệ thống nãy mình nói rồi ha. Còn nếu như cái phương pháp đó tự xây dựng thì mình phải thẩm định thêm độ tuyến tính, độ chính xác trung gian nha. Rồi phương pháp quang phổ UV viết là quang phổ hấp thụ tử ngoại khai kiến, thì cái phương pháp này ứng dụng trong kiểm nghiệm của mình để làm gì các bạn? Định tính, thử giới hạn tạp gì như. Rồi quy trình định lượng, định lượng có thể là định lượng tạp chất, định lượng hoạt chất trong thuốc, định lượng hoạt chất trong nguyên liệu, định lượng hoạt chất trong chỉ tiêu độ hòa tan ha. Rồi nếu như cái quy trình định bằng phân tích bằng phương pháp quang phổ mình ứng dụng để định tính, thì mình thẩm định cái độ đặc hiệu ha. Còn phương pháp quang phổ mà mình ứng dụng để định lượng nói chung, ba cái phương pháp, ba cái quy trình: định lượng tạp chất, định lượng hoạt chất trong thuốc, định lượng hoạt chất trong nguyên liệu, định lượng hoạt chất trong chỉ tiêu độ hòa tan luôn, nói chung nha, chỗ này là định lượng nói chung ha.
hoặc là quy trình thử tạp chất thì mình sẽ thẩm định ba cái thông số này. Còn nếu như cái quy trình tự xây dựng thì chắc chắn mình phải thẩm định thêm cái độ tiến tính, khoảng xác định và độ chính xác không gian. Riêng nếu như mà phương pháp loan phổ đó mình ứng dụng để mình định lượng tạp thì phải thẩm định thêm thông số giới hạn định lượng. Còn cái phương pháp loan phổ mà mình ứng dụng để thử giới hạn tạp ha, thì mình phải thẩm định ngoài các cái thông số này, mình phải thẩm định thêm cái giới hạn phát hiện. Tại vì nãy cô vừa nói hai cái thông số này bắt buộc phải thẩm định đối với trường hợp cái quy trình phân tích của mình mà cái nồng độ chất phân tích nó nhỏ là phải thẩm định đó. Rồi, các phương pháp thứ ba là phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Quang phổ hấp thụ nguyên tử ứng dụng trong kiểm nghiệm của mình nhiều nhất là để định lượng các cái nguyên tố vi lượng có trong thuốc. Mà các nguyên tố vi lượng có trong thuốc là nó có một cái hàm lượng rất là ít ha. Tức là cái nguyên tố vi lượng trong thuốc mình chỉ cần một lượng ít thôi, hàm lượng của nó thường là microgram. Cho nên ở đây là nếu như cái quy trình đó là quy trình theo dược điển thì mình cũng thẩm định ba cái thông số này. Rồi, nếu quy trình tự xây dựng thì phải thẩm định độ tiến tính, khoảng xác định, độ chính xác trung gian, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng vì nồng độ chất phân tích của mình nó nhỏ. Rồi, phương pháp thứ hai cũng là phương pháp phân tích hóa lý đó, phương pháp phân tích dụng cụ đó ha. Phân tích hóa lý thì mình có là phương pháp sắc ký. Hồi nãy là phương pháp mình nói phương pháp quang phổ, giờ đến phương pháp sắc ký ha. Phương pháp sắc ký, phương pháp thứ nhất là phương pháp sắc ký lớp mỏng. Sắc ký lớp mỏng ứng dụng trong kiểm nghiệm của mình để làm gì? Định tính rất là nhiều nè, thử giới hạn tạp, không có định lượng nhưng mà giới hạn tạp thôi. Cho nên nếu quy trình của mình làm bằng sắc ký lớp mỏng mà để định tính ha, hoặc thử giới hạn tạp mà nó quy trình trong dược điển thì mình chỉ cần thẩm định một cái thông số độ đặc hiệu thôi. Còn nếu như cái quy trình phân tích của mình bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng mà quy trình tự xây dựng ha, thì quy trình tự xây dựng để định tính, quy trình định tính thì mình thẩm định cái độ đặc hiệu, còn quy trình thử tạp thì mình thẩm định độ đặc hiệu và giới hạn phát hiện đó. Tạp là phải thẩm định giới hạn tạp, thử giới hạn tạp là phải thẩm định cái thông số giới hạn phát hiện. Rồi, tiếp theo là cái quy trình phân tích bằng phương pháp HBC và GC là sắc ký lỏng hiệu năng cao và sắc ký khí ha. Thì chắc chắn hai cái quy trình này như nãy mình nói là phải kiểm tra cái tính phù hợp của hệ thống rồi ha. Rồi làm gì nữa? Độ đặc hiệu, thẩm định chỉ tiêu độ đặc hiệu, độ tiến tính và khoảng xác định người ta ghi như thế này không phải là một đâu bạn, mà khi mà thực tế mình sẽ tiến hành thẩm định chung hai cái chỉ tiêu này nha, mình phối hợp làm chung độ đúng ha, rồi độ chính xác thì mình sẽ làm độ lặp lại, độ chính xác trung gian. Riêng với quy trình phân tích bằng GC thì người ta yêu cầu thẩm định thêm cái giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng ha. Rồi, phương pháp thứ ba là phương pháp vi sinh. Những cái quy trình định lượng, những cái thuốc kháng sinh là chúng ta phải định lượng bằng phương pháp vi sinh vật. Cho nên là khi mà cái quy trình định lượng các thuốc kháng sinh bằng phương pháp vi sinh vật thì mình sẽ thẩm định cái độ đặc hiệu, tiến tính và xác định độ đúng và độ chính xác trung gian, năm cái thông số này. Còn các phương pháp khác ha, các bạn xem cái các phương pháp khác mà người ta sẽ ứng dụng để định lượng các cái thuốc enzyme ha. Thì nếu như quy trình dùng để định tính các thuốc enzyme ha, cho dù là quy trình đó tự xây dựng hay là quy trình trong dược điển thì mình thẩm định một thông số là độ đặc hiệu.
Còn nếu như là quy trình định lượng ha, mà không áp dụng các phương pháp nãy giờ mình nói ha, thì mình sẽ thẩm định cái việc độ đặc hiệu này, độ đúng, độ lặp lại nếu như phương pháp đó có trong dược điển. Còn phương pháp đó tự xây dựng thì mình phải thẩm định ha, độ đặc hiệu, độ tiến tính, miền giá trị, độ đúng, độ lặp lại, độ chính xác không gian, thẩm định hết tất cả các con số được ha. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về cái phần mà quy định về việc thẩm định quy trình phân tích theo yêu cầu trong cái hồ sơ đăng ký thuốc ha. Thì trong cái hồ sơ đăng ký thuốc người ta yêu cầu nếu như mà mình đăng ký thuốc của mình là dược chất mới thì mình phải tiến hành thẩm định đầy đủ các thông số theo như cái hướng dẫn của ASEAN nãy mình nói, và mình phải báo cáo đầy đủ cái số liệu thẩm định quy trình phân tích ha. Và đối với tất cả các quy trình mà mình áp dụng trong cái tiêu chuẩn chất lượng thuốc của mình, thì ở đây nè bạn, các cái thuốc mà dược chất mới thì liên quan đến các thuốc nước ngoài thôi. Ở Việt Nam mình đa phần là mình làm cái hồ sơ đăng ký các cái thuốc generic thôi ha. Cho nên là nếu mà trường hợp mình làm cái hồ sơ đăng ký thuốc generic á, thì người ta quy định về việc thẩm định quy trình phân tích như sau. Khi chúng ta đăng ký chất lượng thuốc của mình theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tức là tiêu chuẩn cơ sở, hoặc tiêu chuẩn dược điển, dược điển mà là dược điển không thuộc dược điển Việt Nam, cũng không thuộc dược điển tham chiếu luôn, thì phải tiến hành thẩm định đầy đủ các thông số theo hướng dẫn của ASEAN và phải báo cáo số liệu thẩm định đối với quy trình phân tích nào chưa có trong dược điển. Dược điển nào? Dược điển Việt Nam hoặc là dược điển tham chiếu. Có nghĩa là sao bạn? Khi mình xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, có thể hôm trước mình nói rồi, có thể mình áp dụng các quy định có trong dược điển. Dược điển nào? Dược điển Việt Nam hoặc dược điển tham chiếu, hoặc không phải các dược điển này, có thể là dược điển khác. Tôi ví dụ như hôm trước mình xây dựng thuốc dược liệu là chuyên lượng trong dược điển Việt Nam nó hiếm, ít có thuốc chuyên lượng thuốc dược liệu. Dược điển nhóm dược điển tham chiếu cũng ít, mà dược điển Trung Quốc là nó có nhiều. Cô ví dụ như bây giờ mình xây dựng cái tiêu chuẩn cơ sở mà mình áp dụng quy định trong cái dược điển khác, ví dụ như dược điển Ấn Độ ha. Thì nếu như trong dược điển Ấn Độ mà mình lấy cái phương pháp thử trong dược điển Ấn Độ mà phương pháp đó bên dược điển Việt Nam của mình cũng có nữa ha, thì mình sẽ được tiến hành thẩm định ha, một số cái thông số theo cái quy định là theo cái quy định thôi, chứ không cần phải thẩm định đầy đủ các thông số theo hướng dẫn của ASEAN, lát nữa mình nói. Còn nếu như cái phương pháp mà mình sử dụng trong dược điển Ấn Độ đó nó không có, nó không có giống cái phương pháp quy định ở trong dược điển Việt Nam hoặc là dược điển tham chiếu, thì bắt buộc mình phải thẩm định cái phương pháp đó đầy đủ các thông số theo hướng dẫn của ASEAN, cái bản nãy mình nói. Và như vậy thì trường hợp thứ nhất, nếu mình đăng ký chất lượng theo tiêu chuẩn dược điển ở đây là dược điển Việt Nam. Hôm trước mình nói rồi, thuốc lưu hành ở Việt Nam có hai tiêu chuẩn, một là tiêu chuẩn dược điển, hai là tiêu chuẩn cơ sở. Như vậy trường hợp mình đăng ký chất lượng thuốc theo tiêu chuẩn dược điển thì trong cái hồ sơ đăng ký thuốc mình phải có báo cáo, phải kèm theo cái báo cáo để đánh giá sự phù hợp của việc áp dụng cái quy trình trong dược điển đó để đăng ký cho chất lượng của thuốc mình. Và trong cái báo cáo có thể là mình áp dụng hai cái hình thức sau đây. Hình thức thứ nhất là mình sẽ biện luận thôi, tức là mình không có qua thực nghiệm trên cái thuốc của mình, mà mình chỉ dùng cái lý lẽ để mình thuyết minh ra cái quy trình tôi lấy trong dược điển, tại vì đây là tiêu chuẩn dược điển, tôi lấy trong dược điển và tôi đưa ra lý luận là nó vẫn phù hợp với cái nền mẫu của tôi, tức là cái thành phần cá dược của tôi trong thuốc là như vậy á. Nhưng mà cái quy trình này là, tại vì quy trình trong dược điển người ta thẩm định trên cái nền mẫu khác, còn cái nền mẫu của mình là khác, nhưng mà mình phải đưa ra cái lý luận là mình nói nó vẫn phù hợp. Nhưng mà điều này rất là khó nha, mình phải giỏi ha, mình phải đủ cơ lý luận để mình mới thuyết phục được cái hội đồng, tại vì mình không có cái chứng minh bằng số liệu thực nghiệm mà mình chỉ bằng lý luận của mình thôi. Thực tế các xí nghiệp người ta làm cái hình thức thứ hai, tức là phải tiến hành thực nghiệm tức là cái quy trình đó lấy trong dược điển nhưng mà người ta vẫn áp dụng lại trên thuốc của mình
để người ta có các số liệu ha, để người ta chứng minh một cách khoa học ha. Thì khi mà mình áp dụng các quy trình có trong dược điển thì người ta chỉ yêu cầu thẩm định lại một theo cái hướng dẫn như sau ha. Nếu như quy trình đó là quy trình định tính thì mình chỉ thẩm định một thông số độ đặc hiệu ha. Còn nếu như quy trình đó là quy trình định lượng nói chung luôn ha, cả định lượng tạp chất, định lượng thuốc hoạt chất trong thành phẩm, hoặc là định lượng hoạt chất trong nguyên liệu, hoặc là định lượng hoạt chất trong chỉ tiêu độ hòa tan luôn, thì mình chỉ thẩm định cái độ đúng và độ đặc hiệu thôi. Còn nếu như quy trình đó là quy trình thử giới hạn tạp thì mình chỉ thẩm định một cái thông số là độ đặc hiệu. Cho nên là thực tế các xí nghiệp sẽ làm cách này, tức là sẽ tiến hành thực nghiệm ha, để thẩm định cái quy trình định tính, định lượng, thử giới hạn tạp, thử thẩm định một vài cái chỉ tiêu theo yêu cầu này thôi, chứ không có theo cái bản hướng dẫn của ICM ha. Hoặc là người ta sẽ làm theo cái hình thức này, người ta sẽ biện luận, nhưng mà trong khi biện luận người ta thấy cần thiết phải đánh giá bằng thực nghiệm thì người ta sẽ tiến hành thực nghiệm đó, có thể kết hợp cả hai hình thức. Rồi cũng là trường hợp đăng ký chất lượng thuốc theo tiêu chuẩn của dược điển mà, nhưng mà ở đây là trường hợp nãy mình nói là dược điển Việt Nam hoặc các cái dược điển thuộc nhóm dược điển tham chiếu, còn ở đây là đăng ký chất lượng theo tiêu chuẩn dược điển nhưng mà dược điển không thuộc nhóm dược điển tham chiếu mà cũng không thuộc dược điển Việt Nam luôn, thì bắt buộc mình phải tiến hành thẩm định và mình cung cấp đầy đủ số liệu thẩm định quy trình phân tích, giống như trường hợp mình đăng ký chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Như vậy giờ mình coi đăng ký chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tức là tiêu chuẩn cơ sở, thì người ta quy định như thế nào? Mình phải tiến hành thẩm định toàn bộ hoặc thẩm định một số thông số theo yêu cầu. Tức là tiến hành thẩm định toàn bộ các thông số hoặc là một số các thông số theo yêu cầu đối với quy trình nào? Định tính, thử giới hạn tạp, hoặc là định lượng tạp, định lượng hoạt chất trong thuốc, định lượng hoạt chất trong chỉ tiêu độ hòa tan, để chứng minh rằng cái việc mình áp dụng quy trình đó là nó phù hợp với cái thuốc của mình xin đăng ký. Tại vì khi mình xây dựng tiêu chuẩn cơ sở có thể mình áp dụng quy định trong dược điển mà, tức là có những quy trình mình lấy là những cái quy trình thử nghiệm chính tắc mà. Cho nên ở đây là sao bạn, trường hợp mà khi mình đăng ký chất lượng thuốc theo tiêu chuẩn cơ sở, tức là mình phải xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đó. Nếu mà trong lúc mà xây dựng tiêu chuẩn cơ sở mà cái quy trình đó là quy trình mình tự xây dựng thì mình phải thẩm định toàn bộ các thông số theo cái bản hướng dẫn của ASEAN nãy cô nói. Còn nếu mình lấy những cái quy trình thử nghiệm chính tắc thì mình chỉ thẩm định một số thông số, giống như cái trường hợp đăng ký chất lượng theo tiêu chuẩn dược điển nãy cô vừa nói. Rồi mỗi quy trình phân tích, trường hợp chúng ta không thẩm định cái thông số nào thì nhà sản xuất phải thuyết minh sự phù hợp của việc bỏ cái thẩm định cái thông số đó trong báo cáo thẩm định quy trình phân tích đó, giống như cái phần thuyết minh tiêu chuẩn cơ sở nãy vậy. Tại sao phương pháp đó mà tôi đổi cái thông số đó ha, tôi phải thuyết minh trong cái bản thuyết minh, tôi phải đưa ra lý do tại sao tôi đổi, và tôi đổi như vậy nó vẫn phù hợp, vẫn chính xác ha. Tóm lại việc trường hợp chúng ta làm cái hồ sơ đăng ký thuốc mà cái tiêu chuẩn chất lượng mình đăng ký theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất thì mình phải thẩm định và nộp cái báo cáo theo cái biểu mẫu báo cáo trong cái sổ tay hướng dẫn đăng ký thuốc ha. Tức là cái báo cáo số liệu thẩm định ha, và cái mẫu báo cáo sẽ theo cái biểu mẫu chung như sau. Thứ nhất, quy trình đó chưa có trong các dược điển nào, dược điển Việt Nam hoặc là dược điển nhóm dược điển tham chiếu là quy trình mới đó, hoặc là quy trình đó nó có trong dược điển khác dược điển Việt Nam, khác dược điển nhóm dược điển tham chiếu, thì bắt buộc, cái này các bạn phải nhớ nha, bắt buộc mình phải thẩm định quy trình phân tích đầy đủ các thông số theo hướng dẫn của ASEAN, mà cái bản hồi nãy mình nói các bạn tổng hợp đó, tất cả các chỉ tiêu và tất cả các loại quy trình cần phải thẩm định đó. Trường hợp thứ hai, cái quy trình đó đã có trong dược điển Việt Nam hoặc là dược điển tham chiếu rồi thì chúng ta chỉ cần thẩm định lại một số cái thông số yêu cầu, như đối với trường hợp mình đăng ký chất lượng theo dược điển cô vừa nói đây, cái trường hợp này.
Rồi, như vậy thì thôi chúng ta dừng tạm đâu. Cái nội dung kế tiếp là phần tiến hành thẩm định cụ thể ha. Các cái thông số của từng nội dung trình như thế nào thì buổi sau chúng ta sẽ tiếp ha.